Những bí ẩn của thế giới, những sắc màu của thiên nhiên, những tri thức của nhân loại, tất cả sẽ có trên kênh phổ biến kiến thức của hệ thống truyền hình CAP và DTH Đài Truyền hình Việt Nam. Như thường lệ, vào lúc 20 giờ và 21 giờ 30 vào các ngày trong tuần từ 20 đến 26 tháng 8 sẽ là các chương trình phim khoa học. Xã hội phát triển, môi trường sống biến đổi, áp lực công việc, cuộc sống đã gây tổn hại đến sức khỏe con người. Áp lực công việc không những gây nguy hiểm đến sức khỏe con người, thậm chí đôi khi còn nguy hại đến tính mạng. Nhưng sự tiến bộ của y học đã làm giảm nỗi lo đó cho loài người. Hãy đón xem bộ phim khoa học Sức khỏe và cuộc sống để sống khỏe hơn mỗi ngày. Chương trình phát sóng vào 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy. Một cung điện rộng lớn, bề thế trải dài trên hàng trăm hecta. Một cung điện xa hoa với nhiều cổ vật quý giá. Đó chính là Tử Cấm Thành, một lãnh địa đầy quyền lực của các vương triều Minh, Thanh, Trung Quốc. Vài trăm năm trước, một bức tường đỏ cao dày đã được dựng lên bao xung quanh hoàng cung để ngăn cách hoàng cung với thế giới bên ngoài. Hãy cùng khám phá qua chương trình phim khoa học Tử Cấm Thành phát sóng vào 21 giờ 30 các ngày trong tuần. Thế giới tự nhiên.